28. Đây là chuyện của nhà họ Đồng, nhưng liên lụy làm em chịu thiệt thôi. Em lớn lên từ nhỏ ở đây, chưa từng cảm thấy thiệt thòi. Nhưng anh thì khác. Anh chăn ấm nệm em quen rồi. Chăn ấm nệm em cái gì chứ? Người khác ngủ được, anh cũng ngủ được. Tin anh, anh nhất định sẽ chống đỡ được cho gia đình này. Đại thiếu gia, được rồi, cứ vậy đi. Anh tìm chú Trương sau, chú ấy tới Thiên Tân xử lý việc rồi, tôi tìm anh. Nói tôi biết mấy hôm trước đã xảy ra chuyện gì. Hôm nào? Chính là mấy hôm tôi không có ở đây. Anh thế này là lấy khẩu cung sao? Anh tưởng tôi chịu theo tính thiếu gia của anh sao? Nói thật, bây giờ tôi làm công ăn lương, nhưng về nhà tôi cũng là đại thiếu gia giống anh. Đại thiếu gia không kém một chữ. Đỗ Lập Hàn là bạn của anh phải không? Anh ta xảy ra chuyện, anh lẽ nào không biết? Đương nhiên tôi biết. Anh ta cũng là do tôi cứu. Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta. Anh ta đi rồi. Vốn cô Diệp và cha cô ấy đáng lẽ cũng đã đi. Gì mà đáng lẽ vốn? Anh có ý gì? Anh từng gặp Vũ Đồng sao? Đương nhiên tôi từng gặp. Chỉ có điều không ngờ. Không ngờ chuyện gì? Mục tiêu tiếp theo của ông ta là một người khác. Hại ai? Nếu đoán không nhầm, có lẽ là cô Bạch Tuyết. Cậu phải tuyệt đối giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai. Hiểu rồi chứ? Lúc tôi tới bến tàu, thuyền đột nhiên bị lật. Đây là do cha tôi giải canh nói, có phải vậy không? Bất kể người có từng gặp hay không, đáp án đều giống hệt nhau. Các anh coi tôi là đồ ngốc. Dòng nước ở ngoài bến tàu Trương gia này hiền hòa, không có yếu tố con người, thuyền đột nhiên bị lật. Tôi biết anh chưa từng gặp Vũ Đồng. Là cha tôi bảo anh nói vậy phải không? Tôi chưa gặp cô ta, sao xem được bức thư đó chứ? Tôi nói cho anh biết, bức thư đó chính tay cô ta giao của tôi ở bến tàu. Thư? Thư gì? Thư ở đâu? Làm gì? Không phải tôi giao cho Tam gia rồi sao? Thần kinh. Cô gái đó là ai? Chuyện này không liên quan tới cô ấy, nhưng có liên quan tới con. Liên quan tới cái nhà này. Vì một cô gái, con không tiếc hủy hoại cái nhà này. Lão gia, ngài đã về. Đại thiếu gia đâu rồi? Cậu ấy ở trong phòng sách. Nhân Kiệt, con làm gì thế? Con bỏ súng xuống. Con đừng làm bậy. Con tuyệt đối đừng làm bậy. Nhân Kiệt, con đừng dọa cha. Vì một cô gái con làm thế này, có phải đáng tiếc quá không? Con đừng làm chuyện ngốc.
Nhân Kiệt. Con. Nhân Kiệt. Cha. Cha xin con đấy, Nhân Kiệt. Con bỏ súng xuống, được không? Chúng ta dựa vào nhau mà sống đã 20 năm. Nhân Kiệt, con nghe cha. Chỉ trong một ý niệm, con sẽ hủy hoại tất cả. Sự việc cũng sẽ qua thôi. Cha xin con đấy, Nhân Kiệt. Con phải nghe cha. Con đừng làm bừa, được không? Nhân Kiệt, cha không thể không có con. Con mau buông súng xuống. Buông súng xuống. Con đừng làm bừa nữa. Con nghe cha. Con nghe cha, được không? Nhân Kiệt, con làm gì thế? Con chĩa súng vào cha. Nhân Kiệt, vì sao? Không thể nào. 20 năm con báo đáp cha vậy sao? Chúng ta không thể nào có nhiều thành kiến tới như thế. Thật sự cha không tin. Con thù hận cha tới như vậy. Con thật sự muốn bắn chết cha. Củi còn rất nhiều, nhưng chỉ có một con dao. Con dao này không được. Ngày mai anh mua cái mới. Đừng. Cái này sửa lại vẫn còn dùng được. Mua mới. Mua mới cần tiêu tiền đấy. Được rồi, đi gọi mẹ hai ăn cơm. Mẹ hai, mẹ hai, ăn cơm thôi. Mẹ hai. Vân Nhi, Vân Nhi, sao thế? Mau, hình như mẹ hai bị sốt, em mau xem đi. Ngọc Quan, mau đi mời bác sĩ. Mời bác sĩ, đi đi. Mẹ hai, mẹ cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Mẹ đừng lo, Ngọc Quan mời bác sĩ rồi, sẽ về nghe thôi được không? Ông nói sao? Người chưa chạy. Đúng thế lão gia. Hôm qua tôi với vài người bạn đến dinh thự số 9 bàn chút chuyện. Tôi bắt gặp cô ấy với người khác ở đại sảnh. Nhảy. Ông không nhìn nhầm, nghe nhầm chứ? Lão gia, ở trong thành, Đào Hạng Sang tiếp khách bằng khiêu vũ. Ngoài cô ta ra còn có ai? Lần trước có lẽ cô ta ốm thật, nhưng Tam gia nói cô ta đã bỏ chạy.
Xem ra đang lừa ta. Ông ta muốn ta từ bỏ tâm tư này, chính người đẹp cho mình. Cổ Khánh Tam, ông là cáo, tôi là cáo tiên này. Ông muốn làm khó tôi, tự tìm rắc rối. Đức Phúc, ông đi làm cho tôi chút việc. Lão gia, xin ngài phân phó. Cái gì? Còn dưới tầng có xe của Đức Phủ, còn có quân đội. Đúng thế, Di Nương. Ông ta tưởng ông ta là ai? Ban ngày ban mặt, cưỡng ép chân nữ. Ông ta chắc không phải muốn đưa Bạch Tuyết đi đó chứ? Hoàng đế cổ đại muốn phụ nữ, còn không khoa trương như thế. Ông ta tưởng mình là ai chứ? Không phải Di Nương. Người tới nói không phải muốn đón cô Bạch Tuyết tới Đức Phủ, mà là muốn đón cô tới Đức Phủ. Cậu nói gì? Đón ta? Tôi nói này, của Di Nương. Thời gian trước, cô Bạch Tuyết sức khỏe không tốt, bây giờ đã đỡ hơn chưa? Bộ trưởng Đức, ngài không nói, thật sự tôi không dám nhắc tới. Thật ra chúng tôi nên chủ động tới xin lỗi. Thời gian trước, ngài mời hai chúng tôi tới đây thưởng qua. Thật sự không may, Bạch Tuyết lại bị bệnh nặng. Vậy tôi có trách bà không? Không có. Tôi có tới đập quán bà không? Không có. Tôi còn dở biển hiệu của bà sao? Không có, không có. Bộ trưởng Đức, ngài đại nhân đại lượng. Nhưng nói đi phải nói lại, hôm đó người đẹp không tới. Sau này tôi nghe nói cô ấy bị ốm, trong lòng tôi thật sự đau lòng cho cô ấy. Nhờ ngài thương yêu, lần này tôi trở về sẽ truyền đạt lại tâm ý của ngài. Vậy tôi thật sự cảm ơn bà. Nhưng tôi không cần bà chuyển lời cho tôi. Tôi cần bà đưa người tới cho tôi. Thưởng qua phải không? Vậy thì vấn đề gì đâu? Bộ trưởng Đức, ngài lại chọn ngài đi. Lần này tôi nhất định. Trà này tôi càng uống càng thấy nhạt nhẽo. Cũ Di Nương, người thông minh tốt nhất đừng khiến tôi nói lại lần hai. Tôi cũng không muốn vòng vo với bà. Tôi nói thật cho bà vậy. Con người tôi có một sở thích, rất thích sưu tầm bảo vật quý hiếm. Ngoài tranh chữ, đồ cổ, còn có cả phụ nữ. Nhưng phụ nữ được tôi coi là bảo bối hiếm có, thật sự rất ít. Lại vừa hay, trong tay của Di Nương có một bảo bối. Tôi vừa nghĩ tới chuyện này, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng vô cùng khắc khoải, luôn muốn có được cô ấy trong tay. Đây chính là mục đích tôi mời bà tới hôm nay. Tôi nói bà biết, của Di Nương, bà có thể tùy ý ra điều kiện. Đại Giang Đại Hà trong mắt bà, trong tay Đức Mổ, thật ra là kênh rạch nhỏ. Nhưng bà phải nhớ lấy, bà phải đưa người tới cho tôi. Nếu lần này lại xảy ra chuyện gì, trừ phi bà có ông trời làm chỗ dựa, nếu không hậu quả của bà sẽ thảm lắm đó. Mẹ hai, sao mẹ ngồi dậy? Mẹ muốn cái gì con lấy giúp cho mẹ. Vân Nhi, ngồi đi. Quang Nhi đâu rồi? Đến tìm thuốc lấy thuốc rồi. Lấy thuốc gì chứ? Mẹ có sao đâu. Khi nãy ai còn thấy khó chịu chứ? Mẹ hay, chúng ta ốm thì phải uống thuốc. Mẹ yên tâm dưỡng bệnh đi. Lão già còn ở trong tù, mẹ yên tâm sao được? Không phải mẹ lại nghĩ nhiều sao? Chuyện này chúng ta rồi cũng không làm được gì, còn ảnh hưởng tới sức khỏe. Mẹ đừng nghĩ nữa. Con nhớ cha con từng nói, người chỉ cần giữ được đầu, nghĩ thoáng, không có gì không sống được. Lời chỉ để an ủi con người. Nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn. Hôm đó lúc bị đuổi ra ngoài, chúng ta chẳng mang theo gì, chỉ còn lại chút trang sức đeo trên người. Vân Nhi, ngoài miếng ngọc đó, mẹ giao hết cho con. Mẹ hay, những thứ này mẹ phải tự mình giữ lấy. Vân Nhi, con nghe mẹ nói, mẹ không yên tâm Quang Nhi. Từ nhỏ tới lớn, nó chưa từng chịu khổ như thế này.
Mẹ sợ nó không chịu nổi, nghĩ tới bán đồ. Chỗ đồ này không tới bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng động vào nó. Cũng mong Ngọc Quang có thể tìm ra một con đường sống. Vân Nhi, mẹ giao những thứ này và cả Quang Nhi cho con. Mẹ hai, con sẽ cố hết sức. Lần trước vốn định thay Tam gia lấy chút dễ dàng nên mới tùy tiện tiến lên, không ngờ ngược lại khiến Tam gia không vui. Được Di nương nhắc nhở, em đã buồn rất lâu. May mắn Tam gia không ghi lại trong lòng, uống ly này xem như đã tha thứ cho em. Bạch Tuyết, tôi thấy rượu thì không cần uống đâu. Còn vì sao tôi không vui, tôi nghĩ trong lòng em hiểu rõ. Chắc là Tam gia không thích thấy vị khách hạ lưu đó liếc mắt đưa tình với em phải không? Em thế này tránh nặng tìm nhẹ. Tam gia, giữa ngài và bộ trưởng Đức có mâu thuẫn gì sao? Trong lòng ngài có tâm sự gì thì nói ra với em. Bạch Tuyết có thể cởi được sẽ cởi giúp ngài, không cởi được thì ngài nói ra cũng tốt hơn là giữ trong lòng. Làm việc nhanh nhẹn lên, dừng, mau. Cô Bạch Tuyết, Tam gia, tôi là Lai Xuân. Thải Nhi, mở cửa. Tam gia, cô Bạch Tuyết. Tam gia, Di nương bảo tôi tới tìm ngài. Di nương vừa từ chỗ bộ trưởng Đức trở về, cô ấy nói có gì không thể nói cho tôi nghe được sao? Không có gì, không có việc gì lớn. Di nương tìm tôi đi trước. Mời Tam gia. Bạch Tuyết, cô phải nhớ, lần này cô đột nhiên xuất hiện, Tam gia thật sự rất vui. Mời Tam gia. Đức ngưỡng trọng, đúng là quá đáng quá rồi. Trong 3 ngày, ngài nói xem tôi phải làm như thế nào chứ? Bây giờ chuyện này tôi cũng không biết ăn nói làm sao với Bạch Tuyết. Tam gia, bây giờ tôi dựa hết vào ngài, tôi không biết phải làm sao. Dựa hết vào ngài làm sao giúp tôi? Bà bảo tôi giúp bà thế nào? Bà nói cho tôi xem, bà bảo tôi giúp bà thế nào? Bà cũng đã gật đầu đồng ý với người ta. Cho dù quan hệ giữa tôi và họ Đức đó tốt hơn nữa, lúc này tôi nói còn có tác dụng gì sao? Tam gia, chuyện này tôi không gật đầu mà được sao? Sớm biết không bày ra bẫy đó, không phải không có chuyện rồi sao? Bẫy đó không sai, sai là sự xuất hiện của Bạch Tuyết, của Di nương. Bà bình tĩnh lại đi, cẩn thận tìm cách, bình tĩnh. Tam gia, Tam gia, ngài phải giúp tôi. Sao ngài lại đi rồi? Tứ thiếu gia, chỗ tôi đủ người rồi, cậu tới chỗ khác tìm thử xem. Cảm ơn ông. Anh đã nghe chuyện của nhà họ Đồng chưa? Nghe rồi, Đồng Ngọc Quang đúng là đáng thương. Đi. Anh không phải Đồng Tứ Thiếu gia sao? Anh là... không nhớ tôi sao? Tôi là Tiểu Trương. Năm đó bộ trưởng Đồng còn từng đề bạc tôi. Anh là bạn của cha tôi. Tứ Thiếu gia, tôi đã nghe chuyện của Lệnh Tôn. Bây giờ tình hình sao rồi? Tôi cũng không rõ. Tôi có tìm mấy người quen cũ của cha tôi, họ đều tránh mặt không gặp. Trương tiên sinh, nếu anh đã có chức vị, hãy giúp tôi nghe ngóng về cha tôi. Chuyện này thực ra không giấu gì anh. Trước đây tôi có từng gặp Đồng bộ trưởng. Anh từng gặp cha tôi. Vậy hiện giờ ông ấy sao rồi? Tứ thiếu gia, anh đừng kích động. Anh nghe tôi nói trước. Trước đây người bên trên cử tôi tới lấy khẩu cung phạm nhân.
Ở trong nhà lao, tôi từng thấy ông ấy. Vậy cha tôi sao rồi? Ông ấy khỏe không? Ở trong đó có chịu khổ không? Tứ thiếu gia, anh hỏi thế này, tôi phải trả lời như thế nào? Anh nói xem, ở trong nhà lao có thể không chịu khổ hay sao? Thật sự để đồng bộ trưởng phải chịu ám ức. Trương tiên sinh, là thế này, từ sau khi cha tôi bị nhốt, người nhà tôi rất là lo lắng. Anh có thể giúp chúng tôi để tôi vào gặp cha được không? Chỉ cần gặp một lần là được. Tôi xin anh đấy. Tôi xin anh. Tôi quỳ danh Tứ thiếu gia. Anh đừng thế này. Anh thế này không phải tổn thọ tôi sao? Nghĩ gì thế? Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ ngày mai nên đi đâu để gặp Mai. Thực ra anh có từng nghĩ chúng ta có thể buôn bán nhỏ gì đó không? Ví dụ như bài sạp trên phố, hoặc là chuyện này em không cần phải nghĩ, chuyện này cứ để cho anh, nhất định sẽ có cách. Sợ mất mặt hả? Không sao, em đi được. Vậy sao được? Có gì mà không được? Không phải trước đây em cùng cha ra đầu phố bán nghệ gì đó, cũng đâu phải anh không biết. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, có gì khác nhau? Quang Nhi, Vân Nhi, mẹ hai, sao mẹ lại ra đây chứ? Nằm mãi tới như cả người. Mẹ hai, dù có như thế, mẹ ra ngoài mặc ít đồ quá, như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Không sao. Ngọc Quang, đi lấy áo cho mẹ hai. Được. Con bóp vai cho mẹ. Thật ra không cần anh xin, tôi cũng sẽ giúp anh. Chỉ có điều, mấy người làm văn thư cấp thấp như chúng tôi, nếu muốn vào nhà lao, vẫn cần cấp trên đồng ý. Anh biết đấy, cấp trên đồng ý cần chút thứ này. Chuyện tiền thì đơn giản, giao cho tôi. Nhưng anh nhất định phải giúp tôi việc này. Ngọc Quang, anh làm gì thế? Mau lên. Anh biết rồi. Trước đây lúc đeo miếng ngọc này trên người cũng không cảm thấy nó quá quý giá. Bây giờ nó lại thành vật đáng quý giá nhất của nhà họ Đồng. Đi thông thả. Ông chủ, chàng trai, có chuyện gì? Bao nhiêu tiền? Đây, bên này. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, cô Cẩm Vân tới thăm anh. Đại thiếu gia, cô Cẩm Vân, có lẽ đại thiếu gia đã uống thuốc đau đầu rồi đi ngủ rồi. Không sao, vậy tôi xuống tầng dưới chờ anh ấy. Vậy cũng được, mời Tam tiểu thư. Đại thiếu gia, cô Cẩm Vân tới thăm anh. Chào cô. Ngồi tùy ý. Tại sao anh luôn nhốt bản thân ở trong phòng? Tôi thấy anh gầy đi rất nhiều. Thật sự bệnh nặng tới vậy sao? Hay vì chuyện làm ăn mà bực bội với cha của anh? Ai nói với cô việc này? Vu Cường nói cho tôi. Đúng là lý do tốt. Anh nói gì? Không có gì. Hay chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Cho dù người có sức khỏe tốt, cả ngày ở trong phòng cũng sẽ sinh bệnh. Tôi không muốn đi đâu cả. Đại thiếu gia, tôi mang trà tới cho anh. Cô muốn đi đâu? Đều được cả. Vậy chúng ta đi. Đại thiếu gia, Vu Cường, tôi và Cẩm Vân ra ngoài đi dạo. Đừng quên nói với cha tôi.
Vâng. Anh biết không, cô gái khác đi dạo phố đều sẽ đi xem vải dốc, trang sức gì đó. Nhưng tôi lại thích xem tranh chữ, đồ cổ. Lần trước, lúc tôi đi Thượng Hải, đừng nhắc Thượng Hải với tôi. Đúng rồi, tôi nhớ cha tôi từng nhắc với tôi, Khánh Tự Hiệu có mấy quán cầm cố, có không ít đồ cổ hiếm có. Tôi luôn muốn chọn một bình thuốc hít tặng cho cha tôi. Được, phía trước có một quán. Cô đi cùng tôi. Tam tiểu thư, đây là hàng mới nhập trong quán chúng tôi. Cô thông thả xem. Cái này là thời Càn Long. Vậy cái này thì sao? Tranh này là vẽ bên trong phải không? Đúng thế, cái này là vẽ bên trong. Lão Phùng, ông qua đây. Đại thiếu gia, có chuyện gì thế? Cái này từ đâu ra? Cái này là hàng mới nhập sáng nay. Ai đưa tới? Là một chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ? Không đúng. Sao lại là chàng trai trẻ? Cái này là hàng chính tay tôi nhận, không sai được. Mang sổ ra tôi xem. Đây, chính là cái này. Đồng Ngọc Quan. Cái tên này nghe quen quá. Người này hình như là con trai của Đồng Bộ trưởng Phủ Ngoại vụ. Đồng Bộ trưởng, đúng. Nhân Kiệt, nào, mời ngài vào trong. Bánh bao, bán bánh bao đây. Bánh bao thịt, bánh bao chai. Anh tới rồi. Bán bánh bao. Bánh bao đây. Không đủ sao? Nếu không đủ, tôi lại tìm cách khác. Tứ thiếu gia, tôi và cha của anh là bạn. Nếu không đủ tiền, tôi bù vào cho anh trước. Thật sao? Cảm ơn. Đứng lại. Làm gì thế? Xin hỏi, đây là dinh thự của Đồng Bộ trưởng phải không? Tôi muốn gặp Đồng Bộ trưởng. Không nhìn thấy trên cửa dán phong tỏa sao? Phong tỏa? Vậy Bộ trưởng Đồng đâu? Tôi cho anh biết, Đồng phủ đã bị tịch thu rồi. Bây giờ căn nhà này do Phủ Nội vụ quản lý. Anh lại bị tịch thu rồi sao? Vì sao? Đây là tiểu đệ của tôi, con trai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phủ Tổng thống. Bộ trưởng Đồng, Đồng Thiện Thiết Đảng. Làm cái gì thế? Anh cho tôi biết nhà Bộ trưởng Đồng xảy ra chuyện gì. Anh học vấn cao lắm mà, không đọc báo sao? Mất chức tịch thu nhà. Tôi đi được rồi chứ. Quay lại. Vì sao mất chức tịch thu nhà? Đồng Ngọc Quan đâu? Đồng Ngọc Quan ở đâu? Tôi từng giới thiệu với anh, không phải anh không quan tâm sao? Thiết Đảng, mau nói của tôi. Đồng Ngọc Quan đang ở đâu? Tôi tìm anh ta. Làm gì? Tôi có việc. Việc gì? Việc gấp. Việc gấp gì? Liên quan tới mạng người. Nếu không phải việc liên quan tới mạng người thì tôi kéo anh ra đây để làm gì? Liên quan mạng người. Anh ta và mẹ hai, còn cả Vân Nhi, sống ở võ quán Trấn Hưng. Ở đâu? Phía sau chợ qua. Cảm ơn nha. Chuyện gì thế? Tôi có thể gặp cha tôi trước không? Chuyện này anh đừng vội. Tôi phải tìm cách thu xếp. Trương tiên sinh, anh tìm cách. Thật sự tôi rất muốn gặp cha tôi. Được. Thế này, anh ở đây uống trà, nghỉ ngơi trước. Tôi đi thu xếp. Có tin tức, tôi tới tìm anh. Anh xem như vậy được không? Được. Cảm ơn anh Trương. Yên tâm đi, tôi đi ngay. Chờ tin của tôi. Quan Nhi, là con mang Ngọc đi sao? Ngọc đâu? Mẹ hai, nói đi. Con mau nói đi chứ. Con mang Ngọc đi đâu rồi?
Ngọc, con cầm rồi. Cái gì? Mẹ hai, mẹ đừng nóng. Con cầm ngọc là vì muốn gặp cha, vậy nên đã nhờ bạn. Nhưng không ngờ đó là kẻ lừa đảo. Sau khi anh ta cầm tiền đi thì không quay về nữa. Ngọc Quan, chuyện này sao anh không bàn với em và mẹ hai? Thêm một người nghĩ mới không dễ có sai sót. Anh không muốn để mẹ hai lo chuyện tiền. Ngọc Quan, Con cầm ngọc ở đâu hả? Cầm bao nhiêu tiền? Ngày mai con đi lấy về cho mẹ. Con nghe thấy không? Ngày mai con đi chuộc lại ngọc về. Mẹ hai, mẹ đừng lo. Ngày mai con lập tức đi chuộc ngọc về. Mẹ nhất định đừng lo. Cầm bao nhiêu tiền? 350 đồng. Ba, anh đưa hết 350 đồng cho tên lừa đảo đó. 350 đồng. Cho dù là 3.500 đồng, 35.000 đồng, con cũng không thể cầm miếng ngọc đó. Con là vì muốn gặp cha nên con không nghĩ nhiều như thế. Ngọc Quan, con biết mà. Con biết miếng ngọc này là bảo bối của nhà họ Đồng chúng ta, là tín vật duy nhất của bốn anh em các con. Từ 20 năm trước ở Thạch Thành Hiệp, sau khi xảy ra kiếp nạn sinh ly tử biệt đó, mẹ và cha con dựa vào miếng ngọc này làm manh mối, vất vả tìm kiếm ba anh em đó của con. Tuy mấy năm nay chúng ta chưa tìm được, nhưng chúng ta chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Mẹ vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày ba người anh của con sẽ mang ngọc về nhà họ Đồng cùng đoàn tụ với chúng ta. Mấy năm nay mẹ ăn chay niệm Phật là vì điều gì? Nhân Kiệt, con đã ngủ chưa? Cơ hội tốt đều đã lần lượt trôi qua. Xin hỏi cậu là? Tôi là bạn của Đồng thiếu gia. Là bạn của Ngọc Quan sao? Mời vào. Ngọc Quan ra ngoài rồi. Cậu tìm nó có chuyện gì? Tôi nghe nói Đồng thiếu gia là mất một miếng ngọc. Tôi thấy cậu ấy rất lo lắng nên đã tìm lại giúp cho cậu ấy. Không biết có phải là miếng ngọc này không? Chính
đúng là miếng ngọc này. Thật sự cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu. Xem ra miếng ngọc này có ý nghĩa rất không bình thường. Không chỉ với tôi, với cả nhà họ Đồng chúng tôi, nó đều rất quan trọng. Bốn người anh em này đã ly tán. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nếu bác có lời khó nói, thật ra không có gì không nói được. Chỉ có điều chuyện này là nỗi đau của nhà họ Đồng. Mỗi lần mở ra, trong tim đều sẽ đau đớn. Trên Ngọc Quan còn có ba người anh. Chỉ có điều 20 năm trước xảy ra một đại họa. Phu nhân, đi mau. Đi, mau. Đi, mau. 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 Phu nhân, đi mau. Bên này. Đi, đi mau. Khi đó, nếu không phải Ngọc Quan ở trong tay tôi, mà tôi lại may mắn thoát chết, e rằng đứa con duy nhất này của nhà họ Đồng cũng không giữ được. Vậy nên cậu sao thế? Không có gì. Chỉ là chưa từng nghe qua câu chuyện như thế này. Nếu bọn trẻ đều ly tán, trên người lại có tính vật, vì sao mấy năm nay không tìm kiếm? Sao không tìm cho được? 20 năm nay, tôi và lão gia không có ngày nào không sống trong đau khổ. Chúng tôi vốn cho rằng đại ca của Ngọc Quan có thể tìm thấy đầu tiên, vì khi đó thằng bé đã 9 tuổi, hơn nữa có thể đọc sách, viết chữ, chuyện trong nhà nó cũng biết đôi chút. Nhưng năm này qua năm khác, vẫn mãi không có tin của thằng bé. Chúng tôi đều tin chắc rằng đứa bé này vẫn còn sống. Nhưng vì sao nó không về được nhà? Nếu đến nó cũng không thể quay về, chúng tôi nào dám hy vọng hai đứa bé còn nhỏ hơn còn có thể về lại bên cạnh chúng tôi. Nếu đứa trẻ này chẳng nhớ gì cả, có lẽ cậu ấy đã bị hoảng sợ gì đó, đã quên hết sạch. Vậy nên cậu ấy không thể về lại nhà. Sao? Trong nhà cậu cũng có người ly tán. Mỗi người đều có câu chuyện của chính mình. Cho dù đã quên, nhưng khi nghe thấy câu chuyện của người khác rất giống của bản thân, vẫn sẽ rất buồn. Đây là ai? Là hải tặc một thời ở Hà Tây. Quan phủ đã truy nã hắn rất nhiều năm, vẫn mãi chưa thể bắt được hắn về quy án. Mà kiếp nạn năm đó nhà họ Đồng chúng tôi gặp phải rất có thể là do hắn làm. Chỉ có điều vẫn chưa điều tra được chứng cứ, cũng không bắt được người này. Rốt cuộc hôm qua có phải quán đó không? Chính là quán đó. Vậy vì sao người ta không nhận? Sao anh biết được? Chắc chắn ông ta đã bán ngọc đó cho người khác. Nếu không, vì sao không chịu đối chiếu phiếu cầm? Vậy nếu là như vậy, mẹ hai mà biết thì nguy rồi. Quan Nhi, mẹ hai đã tìm lại được ngọc rồi.
Mẹ hai, sao mẹ chuộc được Ngọc về thế? Mẹ lấy đâu ra tiền chứ? Đúng thế, sao nó lại về rồi? Không phải mẹ, là một người bạn của con để lại. Bạn của con? Một người mặc đồ Tây. Quang Nhi, con nghĩ kỹ xem, người bạn nào của con mặc đồ Tây? Mẹ hai muốn gặp lại cậu ấy. Mẹ hai, con không có bạn mặc đồ Tây. Có phải mẹ nhớ nhầm không? Liệu có phải người bạn của cha không? Không đâu. Rõ ràng cậu ấy nói là bạn của con mà.